Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình thứ 6 ngày mùng 1 tháng 10, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Ban chỉ đạo kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh, 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh và 25 năm tái lập tỉnh Hưng Yên tổ chức rà soát đánh giá việc triển khai thực hiện chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm. Nhiều học sinh thuộc diện hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, không có thiết bị để học trực tuyến, rất cần sự chung tay hỗ trợ của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm để học sinh nghèo có điều kiện tiếp cận giáo dục một cách bình đẳng. Người cao tuổi huyện Tiên Lữ nêu gương sáng trong phòng chống dịch COVID-19. Quý vị và các bạn, sáng nay, Ban chỉ đạo kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh, 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh và 25 năm tái lập tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị rà soát đánh giá việc triển khai thực hiện chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm. Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo chủ trì hội nghị. Đến thời điểm này, tỉnh Hưng Yên triển khai nhiều hoạt động phần việc hướng đến lễ kỷ niệm như tổ chức cuộc thi Hưng Yên truyền thống và phát triển, cuộc thi sáng tác ca khúc về Hưng Yên, gửi hồ sơ đề nghị tặng thưởng huân chương lao động hạng nhất cho tỉnh Hưng Yên, chuẩn bị cho hội thảo khoa học về chặng đường phấn đấu, xây dựng và phát triển của Hưng Yên, hoàn thiện dự thảo kịch bản điều hành lễ kỷ niệm, gian dựng, tập luyện chương trình nghệ thuật biểu diễn chào mừng, biên soạn, chuẩn bị phát hành sách Địa chỉ đỏ của Đảng bộ và nhân dân Hưng Yên, đang tổ chức sản xuất 3 phim tài liệu và phóng sự trình chiếu tại buổi lễ, xây dựng phương án triển khai công tác trang trí khánh tiết, hậu cần, lễ tân. Sau khi nghe ý kiến, thảo luận, góp ý của các đại biểu, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa kết luận thống nhất thời điểm tổ chức lễ kỷ niệm dự kiến vào ngày 19 tháng 12 năm 2021 tại đầu cầu Trung tâm Hội nghị tỉnh và 10 điểm cầu các huyện, thị xã, thành phố. Công tác tổ chức buổi lễ tại tất cả các địa điểm phải đảm bảo trang trọng, chú đáo, tiết kiệm, đảm bảo an ninh trật tự cũng như an toàn phòng chống dịch COVID-19. Cần xây dựng phương án truyền thông cụ thể để hướng dẫn các đơn vị địa phương triển khai đợt tuyên truyền cao điểm từ tháng 11, tập trung công sức, trí tuệ, xây dựng, chuẩn bị các nội dung, kịch bản, phim tài liệu, chu đáo, kỹ lưỡng, đảm bảo chất lượng cao, chuẩn bị tốt cho cuộc hội thảo khoa học, lựa chọn khởi công 2 công trình giao thông trọng điểm có quy mô xứng tầm để gắn biển chào mừng, tạo điểm nhấn cho sự kiện. Thành phố Hưng Yên cần đẩy nhanh công tác chỉnh trang đô thị, thi công 2 vòng xuyến trung tâm, tiếp tục triển khai các hoạt động uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, thăm hỏi động viên, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Thủ trưởng các cơ quan. Cũng nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh, 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh và 25 năm tái lập tỉnh Hưng Yên, chiều nay, Ban tuyên giáo Tỉnh ủy họp với các thành viên ban tổ chức cuộc thi Hưng Yên truyền thống và phát triển. Đồng chí Lê Xuân Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban tổ chức cuộc thi chủ trì hội nghị. Từ khi phát động đến nay, cuộc thi đã nhận được 95 bài dự thi của 19 đơn vị, trong đó có 20 bài dự thi có mô hình minh họa. Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Xuân Tiến, Trưởng ban tuyên giáo Tỉnh ủy đã đánh giá cao ý nghĩa của cuộc thi. Đây là một trong những nội dung quan trọng tuyên truyền truyền thống tốt đẹp của tỉnh Hưng Yên hướng tới kỷ niệm 190 năm ngày thành lập tỉnh, 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh và 25 năm tái lập tỉnh Hưng Yên. Đồng chí yêu cầu tổ thư ký tiếp thu ý kiến và tiếp tục tham mưu để cuộc thi được tổ chức đạt kết quả cao, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong tỉnh. Việc chấm điểm phải đảm bảo tính khách quan, lựa chọn ra tác phẩm tiêu biểu. Thời gian chấm xong là trước ngày 20 tháng 10 năm 2021. Vừa qua, Bộ Công an tổ chức gặp mặt kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ mùng 4 tháng 10 năm 1961, mùng 4 tháng 10 năm 2021 và 20 năm ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy. Buổi gặp mặt được tổ chức trực tuyến đến công an các địa phương. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống 60 năm xây dựng, chiến đấu và phát triển, đặc biệt là những thành tích chiến công, đóng góp của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Tại Hưng Yên, ngày 1 tháng 1 năm 1967, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy Ti Công an Hưng Yên được thành lập. Từ đó đến nay, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đã không ngừng trưởng thành và lớn mạnh về mọi mặt, tiềm lực, sức chiến đấu ngày càng được tăng cường, phát huy vai trò là lực lượng chủ công, nòng cốt trên mọi mặt trận sạc lửa,
kiềm chế đến mức thấp nhất số vụ và thiệt hại do cháy nổ gây ra, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Nhân dịp kỷ niệm này, tỉnh Hưng Yên có 29 tập thể, 33 cá nhân vinh dự được các cấp khen thưởng. Vừa qua, Ban chấp hành Đảng bộ thị xã Mỹ Hào đã tổ chức hội nghị lần thứ 8. Đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Bí thư thị ủy Mỹ Hào chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt các nội dung, chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, của Ban chấp hành Đảng bộ thị xã, các quy định của Ban chấp hành Trung ương và của tỉnh ủy. Ban chấp hành Đảng bộ thị xã đã dành nhiều thời gian thảo luận đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021. Hiện thị xã Mỹ Hào có xã Hòa Phong được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, còn 4 xã là Hưng Long, Ngọc Lâm, Cẩm Xá, Tương Quang đã cơ bản đạt các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, đề nghị tỉnh công nhận. Hội nghị cũng đã tiến hành một số nội dung quan trọng khác. Sau 11 ngày không phát sinh ca mắc mới, hôm nay tỉnh Hưng Yên ghi nhận 2 ca dương tính với SARS-CoV-2 ở huyện Khoái Châu và Yên Mỹ. Ca thứ nhất sinh năm 1980 là nữ y sĩ răng hàm mặt có địa chỉ ở khu phố Vinh Quang, thị trấn Khoái Châu, cùng chồng đi điều trị tại Bệnh viện Việt Đức ở Hà Nội từ ngày 13 tháng 9. Đến ngày 29 tháng 9, test nhanh, âm tính và được ra viện, khi về nhà không khai báo y tế. Sáng 30 tháng 9 được thông báo trường hợp ở cùng phòng tại Bệnh viện Việt Đức là F0. Hai vợ chồng được đưa đi cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm. Đến sáng mùng 1 tháng 10, người vợ có kết quả xét nghiệm dương tính. Huyện Khoái Châu đã phong tỏa một phần xóm Đồng Tâm, khu phố Vinh Quang, thị trấn Khoái Châu với 12 hộ và 49 nhân khẩu. Ca thứ hai là lái xe đường dài quê ở Thanh Hóa đến test nhanh tại phòng khám Việt Pháp ở xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ, có kết quả dương tính. Đến 16 giờ 30 phút chiều ngày mùng 1 tháng 10, có kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính. Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định phê duyệt đề án đấu giá quyền sử dụng đất tạo nguồn vốn, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025. Trong giai đoạn 2010-2020, toàn tỉnh có 121 xã thực hiện đấu giá hơn 1,5 triệu mét vuông đất, thu được trên 6.500 tỷ đồng. Các xã có diện tích đất đấu giá cao là Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên, xã Xuân Trúc, huyện Ân Thi, xã Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm, xã Hòa Phong, thị xã Mỹ Hào. Đây là nguồn lực quan trọng giúp các xã đầu tư xây mới, nâng cấp các công trình giao thông, hệ thống kênh mương thủy lợi, trường học, trạm y tế. Thay đổi diện mạo nông thôn, góp phần đưa tỉnh Hưng Yên thành tỉnh nông thôn mới. Trong giai đoạn 2021-2025, tỉnh Hưng Yên phấn đấu huy động hơn 16.000 tỷ đồng từ nguồn đấu giá quyền sử dụng đất cho người dân làm nhà ở để đầu tư xây dựng nông thôn mới, nâng cao, kiểu mẫu. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân trên địa bàn thành phố Hưng Yên đã tập trung trồng lại được 70% diện tích rau màu bị hư hỏng do mưa lớn gây ra những ngày qua. Nhờ nhanh chóng thu dọn tàn dư rau màu bị hư hỏng, bà con đã làm đất lên luống để trồng và gieo lại được trên 40 ha trong tổng số trên 60 ha rau màu bị thiệt hại, bao gồm các loại như su hào, bắp cải, súp lơ, rau thơm các loại, tập trung nhiều ở xã Trung Nghĩa, Liên Phương và phường An Tảo. Trên 20 ha còn lại, bà con đang đẩy nhanh tiến độ và sẽ gieo trồng hoàn thành trong 2 ngày tới. Để kịp thời vụ và tránh hiện tượng mưa xuống tiếp tục làm hỏng rau màu, các hộ đã tập trung chăm sóc, bổ sung dưỡng chất và che chắn các diện tích mới trồng. Thưa quý vị và các bạn, trong khi nhiều địa phương đang xảy ra tình trạng lãng phí các vật dụng phân loại rác, thì tại hai xã Cửu Cao và Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang đã có những cách làm phù hợp với thực tế, khuyến khích được người dân tự phân loại rác thải tại nhà. Đây có thể là một trong những giải pháp gợi mở cho ngành chức năng và các địa phương để nâng cao hiệu quả của mô hình phân loại, xử lý rác hữu cơ tại hộ gia đình. Năm 2017, Ủy ban Nhân dân xã Cửu Cao đã đầu tư trên 100 triệu đồng, mua thùng đựng rác hữu cơ loại nhỏ, dung tích 18 lít, phát cho 1.700 hộ dân trong xã để người dân tự phân loại rác tại nhà. Mới đây, xã lại tiếp tục mua hơn 1.000 thùng đựng rác vô cơ để cấp cho dân. Đây là loại thùng phù hợp với các gia đình có diện tích chật. Hiện nay, 100% số hộ gia đình ở xã Cửu Cao đã được cấp một thùng để phân loại rác tại nhà.
Hàng ngày người dân phân loại rác làm hai loại vô cơ và hữu cơ và bỏ vào hai thùng khác nhau. Tổ vệ sinh môi trường có hai xe thu gom rác riêng rẽ, một xe thu gom rác hữu cơ, một xe thu gom rác vô cơ. Rác vô cơ tập kết được huyện vận chuyển đi xử lý, còn rác hữu cơ thì chôn lấp ở bãi rác của xã. Xã có quy định rất cụ thể, gia đình nào không tự phân loại rác thành hai loại vô cơ và hữu cơ thì tổ vệ sinh sẽ không thu gom. Cứ bọc biết là chúng tôi nhắc như là không được bọc như thế này, bọc là chúng tôi không đổ cho đâu. Mình phân loại ra cho người ta hàng ngày mang đi thì nó sẽ không bị cái mùi hôi thối, không bị ảnh hưởng đến vệ sinh của kể cả nhà mình và của cộng đồng. Xã Nghĩa Trụ cũng đang triển khai mô hình phân loại rác thải tại hộ gia đình giống như xã Cửu Cao, bởi hai địa phương này có điểm tương đồng. Diện tích đất canh tác đang dần thu hẹp nhưng chỗ cho các dự án, đa số hộ dân không có vườn. Ủy ban nhân dân xã đã đặt mua 2.000 thùng đựng rác hữu cơ, chuẩn bị cấp phát cho tất cả hộ gia đình. Song song với việc cấp phát thùng, cán bộ xã đến từng nhà dân tuyên truyền về sự cần thiết phải phân loại rác và trực tiếp hướng dẫn người dân phân loại rác tại nhà. Bác cứ phân loại những dễ rau củ quả rồi là cơm thừa, những thức ăn thừa, bác sẽ đổ vào cái này sẽ là đổ vào thùng rác này. Các anh ấy tuyên truyền tôi đã biết được cái nào là vô cơ, cái nào là hữu cơ. Ví dụ là cái thùng nào mà đựng vô cơ thì đựng vô cơ, mà cái nào thùng hữu cơ thì đựng hữu cơ để riêng ra. So với thùng xử lý rác hữu cơ 180 lít thì thùng phân loại rác 18 lít tiện lợi hơn, giá thành rẻ hơn nhiều, lại phù hợp với gia đình ở cả nông thôn và đô thị. Từ mô hình điểm ở xã Cửu Cao và Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang đang có kế hoạch cấp phát thùng đựng rác hữu cơ và vô cơ cho người dân để tự phân loại rác, đồng thời từng cấp phát thùng to và nắp đậy. Bà con nhân dân thì người ta thấy rằng là sử dụng những cái thùng 18 lít thì nó dễ sử dụng và nó dễ thuận tiện cho những cái tổ đội vệ sinh. Ngày 2 tháng 7 vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành quyết định về đơn giá thu gom vận chuyển rác mới, trong đó quy định các hộ gia đình cá nhân thực hiện phân loại và xử lý rác hữu cơ tại nhà được giảm 50% phí vệ sinh môi trường. Mục đích là nhằm khuyến khích người dân thực hiện phân loại xử lý rác thải tại hộ gia đình, giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường. Sáng nay, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức lễ khai mạc trực tuyến tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời cấp tỉnh năm 2021 với chủ đề chuyển đổi số và cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19. Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021 được diễn ra từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 10 năm 2021. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, học sinh toàn tỉnh học trực tuyến thay vì tới trường, tuần lễ học tập suốt đời tập trung vào các nội dung trọng tâm như tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các trang mạng xã hội về tầm quan trọng và vai trò của chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy học và hoạt động thư viện, tạo điều kiện để các cơ sở giáo dục xây dựng, thu thập và khai thác các nguồn tài nguyên giáo dục, nhất là các bài giảng điện tử, thành lập các câu lạc bộ, diễn đàn, cuộc thi trực tuyến, tạo điều kiện để mọi người đều được tham gia các hoạt động học tập. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay trên địa bàn tỉnh, nhiều học sinh thuộc diện hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, không có thiết bị để học trực tuyến. Giải pháp trước mắt là gia đình các em vẫn phải đi mượn điện thoại hoặc cho con em mình học nhờ, học ghép với các bạn khác cùng lớp. Để tháo gỡ khó khăn, rất cần sự chung tay hỗ trợ của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm để học sinh nghèo có điều kiện tiếp cận giáo dục một cách bình đẳng. Bố mẹ bỏ đi, mỗi người một nơi. Hai anh em Đinh Công Quý, Đinh Thiện Long ở thôn Bối Khê, xã Đặng Lễ, huyện Ân Thi, từ nhỏ đã nương nhờ ông bà nội. Quý học lớp 5, em trai lên lớp 3, vì nhà nghèo, không có tiền mua thiết bị để học trực tuyến, ông bà phải đi mượn điện thoại cho hai cháu học chung. Lo ngại nhất là những thời điểm cả hai anh em đều có buổi học trực tuyến trong khi chỉ có một chiếc điện thoại. Em ở nhà em học thì cái máy bà em đi mượn thì cũng cũ, cũng bị ngắt kết nối với cả học không được lâu, với cả thỉnh thoảng nó vẫn bị đẩy ra. Có những hôm em đang học thì em phải rời khỏi phòng học của em thì em nhường máy cho em trai em học. Tình hình chung thì việc tổ chức dạy học trực tuyến thực hiện khá là ổn định. Tuy nhiên thì khoảng hơn 2.000 cháu là đang thiếu cái thiết bị học. Trong số những học sinh mà đang có thiết bị, đa số các cháu thì cũng sử dụng các cái điện thoại và cũng có khó khăn nhất định trong việc học tập.
nhằm góp phần hướng tới mục tiêu 100% các trường học, giáo viên, học sinh trên địa bàn tỉnh được trang bị đầy đủ về hạ tầng, nền tảng máy tính và các phương tiện khác phục vụ cho việc dạy và học trực tuyến. Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch thực hiện chương trình sóng và máy tính cho em. Hiện nay, các cơ quan nhà nước và các tổ chức doanh nghiệp cá nhân đang tích cực triển khai. Điển hình như huyện đoàn Khoái Châu ngày 25 tháng 9 vừa qua phối hợp với nhóm thiện nguyện dự án laptop cho em tặng 11 chiếc máy tính và 1 chiếc điện thoại cho 12 em học sinh trong huyện có hoàn cảnh khó khăn. Chúng tôi đã cùng với cả nhóm thiện nguyện gom những cái máy tính cũ vẫn còn giá trị sử dụng, sau đó là nhờ những tình nguyện viên là các anh kỹ thuật viên của kiểm tra. Về cơ bản tất cả các máy đều hoạt động rất là tốt. Từ khi có máy tính này thì hai chị em thay phiên nhau học thì cũng học đều hơn, với cả không hay bỏ tiết nữa. Tùy thuộc vào điều kiện thực tế, mỗi cơ quan đơn vị trong tỉnh cùng các mạnh thường quân đã và đang vận dụng những cách làm riêng để có nguồn lực hỗ trợ thiết bị học trực tuyến cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Tất cả vì mục tiêu chung giúp các em học sinh tạm dừng đến trường nhưng không dừng học. Nhân ngày quốc tế người cao tuổi mùng 1 tháng 10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh đã đi thăm tặng quà cho người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thành phố Hưng Yên. Đoàn đến thăm tặng 3 phần quà, mỗi phần quà trị giá 1 triệu 350.000 đồng cho cụ Hoàng Ngọc Quyền, 89 tuổi, cụ Hoàng Ngọc Định, 78 tuổi ở thôn An Triều 2 và cụ Bùi Quốc Việt, 79 tuổi ở khu phố An Thịnh, phường Hiến Nam. Đây là những người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thành phố. Được biết, nhân dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đi thăm tặng 30 phần quà cho người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh. Những năm qua, người cao tuổi trên địa bàn tỉnh luôn phát huy tinh thần tuổi cao gương sáng, là tấm gương cho con cháu dòng tộc xây dựng gia đình văn hóa, là hạt nhân của các phong trào chỗ dựa tinh thần cho gia đình làng xóm. Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, các hội viên người cao tuổi đã có nhiều hoạt động tích cực cùng chung tay với cộng đồng quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh. Phóng sự thực hiện nhân ngày quốc tế người cao tuổi mùng 1 tháng 10. Cuối tháng 6 năm 2021, xã An Viên xuất hiện một trường hợp dương tính với COVID-19 tại thôn An Xá, khiến toàn thôn phải thực hiện cách ly, phong tỏa. Với mong muốn chung tay cùng cấp ủy chính quyền địa phương trong công tác phòng chống dịch, bà Phạm Thị Dẻo, Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi của xã, đã tích cực vận động hội viên, bên cạnh việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch, còn tích cực hưởng ứng phong trào toàn dân ủng hộ phòng chống COVID-19. Nhờ sự nhiệt tình và uy tín trong nhiều năm làm công tác hội, bà Dẻo cùng ban chấp hành hội đã quyên góp được gần 250 triệu đồng và nhiều nhu yếu phẩm góp phần chia sẻ hỗ trợ cho lực lượng đang làm nhiệm vụ phòng chống dịch và những người đang bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 tại địa phương. Tôi cũng tin tưởng vào cái ban các cụ ở xã này là làm việc là rất là tốt, mà làm là rất là chu đáo, mà cái đồng tiền của chúng tôi là sẽ trực tiếp đến được những người đang khó khăn. Tôi ủng hộ là hơn 30 triệu. Chúng tôi là những người làm rất là công khai, mà bản chất chúng tôi đi làm được đồng lương thường thường là mua quà tặng các cụ khó khăn là chính. Đi đến đâu các cụ, các ông, các bà cũng rất đòn đả chào đón. Thế được cái điều đó là điều phấn khởi nhất cho mình. Mà được cái tư tưởng mình thoải mái, được các cụ tin tưởng thì mình lại càng thêm cái động lực để mình công tác. Với 20 câu lạc bộ thể thao, văn hóa, văn nghệ, Hội Người Cao Tuổi xã Nhật Tân vốn là đơn vị điển hình trong các phong trào của người cao tuổi huyện Tiên Lữ. Trong thời điểm dịch COVID-19, với tinh thần chống dịch như chống giặc, hội viên người cao tuổi trong xã luôn nêu cao gương sáng, tuyên truyền vận động con cháu, người thân trong gia đình và người dân về các biện pháp phòng chống dịch như kịp thời khai báo y tế, thực hiện thông điệp 5K, theo dõi sức khỏe, khử khuẩn, vệ sinh nơi ở, nơi làm việc. Các chi hội trong toàn xã cũng vận động hội viên ủng hộ quỹ phòng chống COVID-19 được trên 100 triệu đồng. Vậy là cao tuổi là phải gương mẫu và nhắc nhở các cháu đi học phải đeo khẩu trang, còn ở nhà thì tôi là dọn dẹp lau cửa làm nhà cho sạch, không cho các cháu đi chơi linh tinh ở ngoài đường. Sau khi mà có bùng phát về cái dịch bệnh COVID-19 thì tất cả các cái hoạt động của người cao tuổi trong xã dừng lại và chuyển sang làm tốt cái công tác tuyên truyền vận động, nhất là các cái phân chi hội trưởng là một những cánh tay nối dài của ban phản ứng nhanh của xã. Quản lý chặt cái khu vực mình được phân công để làm sao phát hiện các cháu lái xe đường dài hay là các cháu đi làm ăn xa ở vùng dịch về, là báo cáo ngay với lại xã để kịp thời xuống cách ly y tế cho các gia đình.
Mặc dù là thế hệ tuổi đã cao, nhưng với những việc làm thiết thực, ý nghĩa, chủ động gương mẫu đi đầu trong công tác phòng chống dịch COVID-19, người cao tuổi của hai xã An Viên và Nhật Tân đã trở thành động lực đối với cấp ủy, chính quyền và tầng lớp nhân dân trong việc phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội.